Ok, xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay mình vừa đặt về hai tấm pin năng lượng mặt trời. Đây, cái này của cái hãng này, mình hai tấm nhé, hai tấm khác nhau. Một tấm trên Shopee, một tấm trên Sen Đỏ. Đặt ra. Đây, cái mặt sau nó úp xuống. Hai hãng khác nhau, bằng nhau hết các bạn, kích thước bằng nhau. Đây, cái này hộp này chắc là lấy điện ra này, tí nữa mình bung ra cho bạn xem nhé. Bây giờ mình test trước xem là như thế nào. Hiện tại là 10 giờ 30 phút rồi. Đây, cái này là của hãng gì thì mình cũng không biết tên. Thông số 10 kg. Đây một tấm, đây một tấm dưới này. Tấm này của hãng này nhé. Của hãng này, tấm dưới hãng khác thì mình lật tấm dưới lên nhé. Đây, mình lấy hệ mono, tấm mono 150W. Cái này mình đặt lên nhé. À, cái này hãng mono solar, cái này hãng solar. Đây cái tủ điện đằng sau đây, bây giờ mình mang đi test đây nhé. Mình test với hai một tuần motor trước, xong là mình test với chạy quạt 220V nhé, với bộ UPS Santac bữa trước mình đã cho các bạn xem rồi nhé. Rồi, mình bê ra nắng, bê ra kia. Đây, về nắng nhẹ là hai tấm này nhé. Tấm này mình nhìn thấy mờ hơn, cũng hệ cell như nhau. Rồi, giờ thì test nhé, test với motor trước nhé. Mình sẽ test với con motor này và cái đồng hồ đo rồi nhé. Tối quá không nhìn thấy các bạn ạ. Đây đang là 21,98V. Bây giờ mình test với cái bộ này nhé. Motor mình bị kẹt rồi. Đó. Khỏe luôn. Công suất hiện tại là 69W, 70W đó. 18V. Nắng cái này nắng nhẹ nha. Đó, tấm kia cũng như vậy thôi. Giờ mình nối lại với nhau thành 36V nhé. Sáu vô đi.
Đây giờ đỉnh điểm là 44V. Giờ mình sẽ test với chạy với UPS nhé. À, nắng này nắng nhẹ lúc 10 giờ 30 ở miền Bắc mình nhé. À, giờ mình sẽ test với con UPS của mình nhé. Đây các bạn. Con này nhá. Con này nhá. Mình đã bung trong video bữa trước cho các bạn xem rồi đó. Test cái này với cái quạt này nhá. Xem nó chạy như nào. Rồi, giờ mình đã kết nối xong rồi nhá. Đây, giờ mình kết nối xong rồi. Với 200 pin 5 triệu mặt trời. 150W nhá, cộng thành 300W. Là tối con mình nhìn không thấy được. Đây 43V. Rồi. Ấn cho chạy. Đó, lên rồi. Đó. Chạy đi nhé. Cắm quạt vào. Hai rắc cắm vào đây. Đấy, chạy quạt chạy. Bật tiếp con này nhá. Con này chắc lọng dây ở đây. Điều vào điện ở đây. Đó. Đấy, chạy chưa các bạn? Hai quạt chạy nhá. Rất con luôn. Với hai tấm pin nó mượn mặt trời này nhá. Giờ xem bao nhiêu watt. Không nhìn thấy. Hiện tại là 82W. À, có một cái quạt mình tụt rồi. Mình cắm lại. À, cắm lại rồi. Hai quạt đang chạy nha. Bình thường này. Hiện tại là 125W ở mức 38V. 3, đầu vào là 3,21A. Đây nha các bạn nha. Bây giờ mình dứt cái này ra cho các bạn xem nhé. Mất luôn này. Đó. Không, các bạn lại bảo là có bình trong nhá. Đây không có bình đâu nhá. Mình chưa đổ đâu. Cắm lại. Ok. Bây giờ mình bật nhá. Đấy. Tự lên này. Đợi 5 giây sau nó tự động lên nữa. 5 đến 10 giây ấy. Mình giữ tầm 5 giây nhé. Giữ tầm 5 giây này. Đó. Giữ đấy. Bắt đầu lên nhá. Đó. Hai quạt. Tầm 10 giây thì cái bộ này nó lên nhá. Với hai tấm năng lượng mặt trời này. Rồi ok. Bây giờ mình đã test ok rồi đó. Chạy với UPS này nhé. Con này thì mình sẽ để link bên dưới mà video các bạn vào xem nhé. Nội thất con này thì ok luôn đấy. Hai tấm với hiện tại là 10 giờ, 11 giờ kém á. Chạy hai quạt ok nhá. Ok, mình bung mang đi bung hai cái hộp dưới cho các bạn xem trong có những gì nhá. Mình mang hai tấm về đây nhá. Xem hai cái hộp này trong này nó có gì nhá. Tấm này dày hơn. À. Đây là giảm điốt, mình tháo ra. Là mình chỉ cậy. Chỉ cậy ra này là được. Đó. Đây hai hãng khác nhau nhé. Đây có một con ba con điốt. Đây các bạn, một dàn điốt. 10A. 10A10. Đây cực nhiều diode luôn nhé. Đây có một ba con. Đây, cái này là của hãng tên tuổi này. Dàn diode. 2, 4, 6, 7 cái. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 7, 35 diode. Cực nhiều chưa. Chống ngược cực này. Gọi là khi một tấm bị mất điện thì diode này sẽ dẫn điện từ đây sang đây ra tấm khác nha, từ đây ra đây.
cái này cũng vậy, cái này ít hơn. Cái này của hãng Sun Power. Đây, solar. Đó, của hãng này đó. Solar. Bên trong nội thất của hai chiếc hộp khác nhau không các bạn? Đầy mozan diode. Tháo bớt ra lấy làm gì được ạ? Không cần thiết nhiều thế này đâu. Tháo ra làm cái gì cũng được nhưng mà kệ nó đây. Nội thất bên trong có hai dàn. Rồi, ok. Mình tháo ra bung xem cái dàn diode này có phải hàng thật hay hàng fake. Hàng đều được các bác ạ. Đây. Lói trong đấy. Ồ, tưởng là hàng diode xịn, nó ra là cái dàn này đều hết nhá. Cái này thật này, cái này đúng chuẩn này. Rồi, ok nhá. Fake hết.